Một nhà báo xuất hiện trên trang bìa tạp chí kỷ niệm và một lần nữa đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng phi thường và sức hấp dẫn thị trường của mình. Đối với tạp chí kỷ niệm của Vinabat lần này đã chính thức phát hành vào lúc 12 giờ trưa với tổng cộng 5 bản và tổng cộng có 36.666 bản. Tuy nhiên, ngay cả số lượng này cũng hoàn toàn không thể thỏa mãn được sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và nó cũng đã cháy hàng ngay khi vừa ra mắt. Điều bất ngờ là sau đó, cửa hàng đã bí mật phát hành phiên bản 3 bìa gồm 20.000 bản nhưng cũng đã nhanh chóng bị hết hàng. Và từ đây có thể thấy được sức hút thời trang của Vinabat đã được người hâm mộ ghi nhận và săn đón sâu sắc. Điều thú vị hơn nữa là không phải ai cũng biết rằng tạp chí này thực sự đã giấu kín số liệu bán hàng khi được bí mật đưa lên kệ. Với động thái này đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa những cư dân mạng. Một số cư dân mạng nói đùa rằng có phải tạp chí đang cố gắng kiếm tiền trong khi vẫn duy trì cảm giác bí ẩn hay không. Không ai biết rằng Vinabat đã bán được bao nhiêu bản bìa tạp chí hàng năm và cư dân mạng đã nhận xét nó có lãi hay không. Tuy nhiên, dữ liệu bán hàng đã được giấu kín. Nhưng trước khi chốt dữ liệu, chắc chắn rằng số lượng bán ra của ấn bản kỷ niệm này của Vinabat đã lên tới 57.000 bản. Và chắc chắn một lần nữa đã chứng minh sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng của Vinabat trong làng giải trí. Ảnh hưởng dân số tạp chí của Vinabat luôn dẫn đầu trong làng giải trí trong nước. Theo thống kê, anh ấy đã chiếm 7 trong 10 tạp chí hàng đầu trong danh sách bán hàng. Và trong số đó, tạp chí thứ nhất, thứ hai cũng đã được phát hành chỉ sau 2 ngày. Tốc độ này thậm chí còn không có thời gian để chuẩn bị ra mắt mà nó đã đạt được doanh thu đáng kinh ngạc như vậy. Điều đó cho thấy vị thế của Vinabat trong lòng người hâm mộ là vô cùng quan trọng. Trong 4 năm liên tiếp, Vinabat đã chiếm 4 trong top 5 và 7 trong top 10 trong bảng xếp hạng doanh số bán tạp chí của giải trí trong nước. Thành tích này vẫn không có ai có thể vượt qua và anh ấy được mệnh danh là vua bán tạp chí. Không những vậy, Vinabat còn là sao nam duy nhất đoạt 3 trong 5 tạp chí hàng đầu dành cho phụ nữ trong năm nay. Anh ấy từng xuất hiện trên bìa tạp chí của Harper's Bazaar, tạp chí Elle và số thường niên và lần này chính là số kỷ niệm của Marie Claire và trở thành sao nam duy nhất 3 lần có mặt trong top 5 tạp chí nữ hàng đầu năm nay. Và đồng thời anh ấy cũng là gương mặt trang bìa đầu tiên sinh sau năm 1995 trên tạp chí Marie Claire. Số ra thường niên như vậy chắc chắn là sự khẳng định sức mạnh và tầm ảnh hưởng của anh ấy. Tạp chí của Vinabat đang bán rất chạy và hãy nói về tin tức tiếp theo của anh ấy. Anh ấy sẽ tham gia một bữa tiệc ở Bắc Kinh trong 2 ngày qua và tham dự buổi trình diễn Chanel vào đầu tháng sau và gia nhập nhóm vào giữa tháng. Và mọi người đang mong chờ thông báo chính thức của Vinabat.